Anh ơi, em thấy anh mặc áo đỏ bữa nay chắc như Việt Nam thắng quá phải không? anh tính bữa nay suy đoán bữa nay Việt Nam thấy Thái Lan thắng bao nhiêu? Việt Nam 1, Thái Lan 0. Yeah, Việt Nam cố lên. Yeah. À, em thấy anh biết nói tiếng Việt không? em tưởng anh người Thái Lan nhưng mà anh mặc áo Việt Nam. Anh này là chuẩn bị đi ra đường rồi nha các bạn, chuẩn bị đi bão rồi nha. Chuẩn bị Việt Nam chiến thắng. Chuẩn bị Việt Nam chiến thắng. Việt Nam chiến thắng 1-0. 1-0. Yeah. Anh ơi mua cái kèn nha. Mua cái kèn một tí đi bão nha. Việt Nam có luôn. Em này là đang chuẩn bị sẵn lá cờ rồi nha các bạn, nhưng mà chưa có dám leo lên tại vì Việt Nam chưa có vô phải không? Em đi coi có một mình à. Em có dự đoán là hôm nay đội nào sẽ thắng không? Việt Nam rồi. Việt Nam hả? Thế thì em có dự đoán được tỷ số bao nhiêu không? Việt Nam thắng 1-0. Ủa sao hồi nãy giờ chị hỏi ai cũng nói 1-0 hết vậy? Trời ơi, một tí nữa đi bảo cho các bạn nha. Việt Nam cố lên. Cái này người ta gọi là ăn lấy sức để chúc đi bảo phải không? Em đi coi có một mình hả? Em ơi, em có dự đoán bữa nay tỷ số là bao nhiêu không? 2-1 Việt Nam luôn. Vậy là Việt Nam cũng thắng 1 phải không? Sao ai cũng trông mong bữa nay Việt Nam thắng hết rồi. Đó là vấn đề tất nhiên rồi phải không? Bây giờ là trận đấu đã bắt đầu hiệp 2 nha các bạn. Tiếp đi xuống dưới góc sân khấu để review lại cái trận cái cảnh. Hello em. Em đi coi đá banh với ai? Em đi coi bạn trai em. Thế thì hai người có thể thể hiện nụ hôn nồng cháy để chứng tỏ tình yêu không? Oh my god. Cái này là cái mập tát nhau chứ không gì. Tụi em hung lạ vậy đó chị. Em hung lạ vậy đó, hả? Ừ. Em ơi, em có định là dự đoán được tỷ số của bữa nay không? Thế em dự đoán thì tỷ số là 2-0. 2-0. Dạ. Ôi ôi, có thách không á? Không thách đâu chị, tỷ số 2-0 mà. Trời, bạn trai em nói chung là đang đá nói đó. Ủa vậy hả? Em có hai người yêu lần hả? Trời, bình thường mà. Chết rồi. Tên này mất cá hai tay nha mấy bạn. Không nha. Em mất một lỗ nha. Ôi, đồ quý sướng không? Em thích cầu thủ nào nhất nha? Em á chị. Em thích con Phượng á chị. Con Phượng. Ok, còn ai nữa không? Tuấn Anh nè. Rồi nhiều. Nói chung thì thế hệ năm nay này ok đó chị. Nói chung là thấy trai đẹp là thích hơn đúng không? Không, con Phượng không đẹp nha. Con Phượng không đẹp nha. Nghĩ sao con Phượng đẹp vậy? Đã hay rồi. Đã hay rồi, ok. Cảm ơn em. Dễ thương. Thấy thì người yêu kia cứ lo live stream không bỏ nghỉ này rồi à. Buồn quá à. Chắc buồn quá à. À. Hello, coi có hồi hộp không em? Có à. Bây giờ là còn có mấy phút nữa hết rồi. Giờ có sao? Chết nhà phút 90 rồi kìa, chưa vô trái nào kìa. Bây giờ em dự đoán là sao? Dự đoán tiếp theo là sao?